Thằng này nó làm nghề trên mạng là chắc cũng banh bóng như thế này nè. Không biết mày. Mà nó chuyển tiền cho nó chuyển lần 25 triệu nó chuyển đóng lần luôn. Má kỳ ta. Cuộc đời làm ăn của anh không có tiền tỷ anh thấy rồi. Mà chưa có tháng nào chuyển tiền lần 25 triệu mà chuyển nhiều lần. Xong rồi đủ thêm một chị dâu nó vô phan anh luôn. Tức là vô làm đó nha ba. Thánh địa thể hình, thiên đường giúp mỹ, diêm chúa ngao du, giao lưu thần tượng, hợp đồng triệu đô, kết nối bang giao Việt Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam, Duy Nguyễn, THOL. Anh là dân miền Tây mấy em. Thôi nó chửi miền Tây không ra gì hết. Mấy quỷ đâu biết tao tức gì đâu á mấy em. Biết nó nói gì không? Trai miền Tây nó cũng chửi nữa. Bạn gái miền Tây nó cũng chửi nữa. Nó trai miền Tây vô dụng nhậu. Ủa đụng nhậu thằng nào nhậu chứ Duy Nguyễn có nhậu đâu trời. Đúng không? Thấy Duy Nguyễn là người đông 10 điểm chưa? Yes. Nào nói cho nghe nè. Rượu là không uống, bia không uống, thuốc lá không hút, xì ke không chích. Đó. Tứ đổ tường thoát hai trái rồi đó. 10 điểm chưa? Mà nó nói anh cái gì lắc đầu, cái gì lắc đầu, tao chỉ muốn bài với gái thôi. Mà giờ tao nói cho mày nghe nha thằng khỉ, ủa nó quay phim nó lấu với anh. Bây giờ quýnh bài mày có đồng ý với tao quýnh bài là tư duy không? Quýnh bài là luyện trí óc không? Đó. Bây giờ mình quýnh bài phải nhớ bài, lá bài 52 cây tao nhớ 51 cây rồi, vậy tao mới làm giám đốc được. Đó, quýnh bài là luyện tư duy, quýnh bài là bổ não nha. Đó. Rồi nhiều khi tới mùa Tết đó mấy em, mình vô sòng bài mình lì xì cho tụi nó. Lì xì gì phóng heo cơ đó. Trời đất anh phóng heo cơ dèo 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 chút mặt này chặt đi chặt đi chặt đi. Trời tao đi tao đâu sợ đâu, nó không chặt mày. I am the one, the one. Đó, nó không chặt làm tận là tao ăn hết. Nó nói anh nó chơi đừng đừng muốn bài với thằng cha Duy Nguyễn. Thôi sao vậy? Thằng cha muốn bài theo kiểu có tiền. Nó nói thằng cha phóng heo tờ lưa hết à. Thằng cha không sợ chặt. Mà lúc thằng chả phóng mình không có hàng, mà lúc mình có hàng thằng chả không có heo. Ốm chỉ chỉ lắm em. Mà nên Tết nào cũng bài cũng ăn nha. Đó là bài còn gái đúng không? Bây giờ á, mày phải đồng ý với tao, tao ngon thì tao mới có nhiều bồ. Cái đó không cãi được. Như mày sao mày không có đi? Mày quay camera mà khịa. Mày hay nói đúng không? Mình phải ngon á thì mới có nhiều bồ. Vậy thì anh có hành vi anh có nhiều bồ là chứng tỏ là anh ngon. Anh ngon là anh tay miền Tây ngon. Đó là nói chuyện trai miền Tây nha. Còn gái nó nói này này kia. Con gái nó nói này kia thì chữ này kia nhạy cảm mà không nói được. Rồi xong rồi biết anh Đam nói gì không em? Mày muốn này kia thì mày phải đẹp. Wow. Mày đẹp thì mới này kia được chứ xấu như mày ói luôn cái trên này kia cái gì. Xấu như mày thối ngược lại tiền lại cho tao luôn á chứ. Đó. Nó nói kiểu đó đó mấy em. Nên cãi lộn với mấy cái tụi mà trên mạng bực lắm. Bởi vì khi nó nói anh gì anh giám đốc anh hơn thua với nó làm gì. Nó không phải hơn thua cho nó mà dỗ vô cái mặt nó. Đúng không? Nó tại vì nó nói chuyện nghe thấy ghét. Nó nói chuyện không biết tôn trọng người ta, nói chuyện không có văn minh lịch sự. Nó quan điểm của nó rồi, con gái á, tụi em không nuôi được ngày nào cấm lên án nó. Đúng không? Mà đôi khi những thằng đàn ông mà nó xài từ những cái đồng tiền đó của con gái nó còn nhục hơn. Thì đừng có xạo. Nghèo thằng nào chả nghèo như nhau. Đúng không mấy em đồng ý với anh không? Nghèo thằng nào cũng nghèo hết. Khi mà tao nghèo rồi tao làm được cái nghề, tao sống đàng hoàng, tao sống bằng sức lao động của họ, không lừa gạt ai thôi. Đúng không? Người ta có cái người ta mới bán được, còn mày không có cái thì mày cũng đi làm thuê thấy mẹ thôi. Bởi vậy nó cứ cái màn mà nói chuyện mà cái đụng chạm tới miền Tây nóng lắm nha. Thật sự á, bực lắm. Nói chuyện bớt đụng chạm tới người ta, cái đó là cái văn minh mà. Cái đó là cái văn minh nha. Mà anh muốn truyền cái hai chữ văn minh và cái cách sống và cách chơi đến cho fan của anh. Mình có tiền không biết mà mình chơi pha đẹp cái tầm cỡ của mình nó phải văn minh. Thí dụ như bây giờ tụi em chưa có tiền mà tư tưởng tụi em văn minh thì sau này tụi em có tiền tụi em sống mới được. Tụi em sống mới chất. Còn không á nó chửi á, mày có tiền mà mày sống chó quá à. Thằng này có tiền là cha mẹ nó cho nè chứ nó không làm ra tiền nên nó sống bần, nó sống dơ đó. Thằng mẹ nó chơi dơ. Nó hiểu chưa? Nó thông qua câu chuyện miền Tây á, anh cũng rất mừng anh con thằng em trai. Đó, nó tên gì luôn mày? Nó tên gì luôn, bây giờ nó làm đại lý cho tao rồi. Nó lòng xiềng đó mẹ, nó lòng xiềng nha.
thằng đó tên Duy nó làm đại lý cho anh đó ở Long Xuyên, còn địa chỉ nó anh không tiện nói ra, mất công tụi em nói anh làm clip quảng cáo cho nó. Nhưng mà tao quảng cáo cho thằng này, thằng này nó lót chóc. Thằng này nó lót chóc lắm. Thằng này nó làm nghề trên mạng là chắc cũng banh bóng như thế này nè, không biết mày. Mà nó chuyển tiền cho anh, nó chuyển lần 25 triệu, nó chuyển đóng lần luôn. Má kỳ ta. Cuộc đời làm ăn của anh không có tiền tỷ anh thấy rồi, mà chưa thấy nào chuyển tiền lần 25 triệu mà chuyển nhiều lần. Là nguyên tắc làm cho BOT là phải đặt cọc ba ơi, không nói nhiều nữa, vô gặp. À, xin chào anh Như Nguyễn, em muốn làm đại lý của anh ở Long Xuyên. Cái anh hỏi một câu thôi, có tiền chưa? Anh nói dạ em có rồi chuyển đi. Vậy đó. Xong rồi cái nói anh nổ số tài khoản cho em đi. Nói là bây giờ mày không biết số tài khoản của Duy Nguyễn nữa, thôi mà làm mẹ gì. Cái nói em sorry, em sai sếp. Tại vì thằng này nó có like nhiều rồi. Xong nó bắn 4 lần, lần 25 triệu nha. Thì theo kinh nghiệm giang hồ của tụi em, của thằng này làm nghề gì nó bắn tiền kỹ ta. Mà nó nói với tao là có mùa nó vô 50-60 triệu một tháng. Có mùa nó vô 70-80, có mùa nó lỗ luôn. Má làm nghề gì có mùa. Mà tiền nó bắn kiểu đó đó. Chắc nguyên này chắc một là tiền ảo, hai là banh bóng cá kiết gì mạng rồi, xiền luôn rồi. Mà ở nhóc này á, nó có cái tật. Anh livestream nó vô nó khịa hoài à. Nó khịa mấy ông ở bển á. Mấy ông ở bên kia địa cầu á. Nó khịa mấy anh cha đó. Khịa tới, khịa lui, khịa xuôi, khịa ngược, khịa hoài, mấy anh cha không mướn. Mấy anh nó khịa vậy nè mấy em. Nó con ông kia, ông ghét anh lắm, bên bển. Ông nói, à, anh ơi, bây giờ anh trả cho em một tháng 8 triệu đi, em đam chết mẹ anh Duy Nguyễn luôn. Một ngày đam 8 tiếng. Ông like giờ nào, em đam giờ đó. Ủa thằng kia, thằng cha kia không trả. Thằng cha bên kia tưởng nó lừa đảo, thằng cha kia không trả. Xong cái ông nó trở cờ với ổng. Nói ông không trả đúng không? Ủa tôi không cần lấy tiền của Nguyễn, tôi đam chết. Chẩu vậy đó. Thằng đó chẩu tre vậy đó mấy em. Xong rồi tự nhiên nó làm đại lý. Tưởng nó xạo xạo, kêu nó ối tiền ra, nó ối thiệt 100 củ mà. Nói thiệt 100 củ. Xong dễ đủ thêm anh nó nữa. Má thằng anh nó cũng biết anh luôn nữa. Nói chung vòng vòng dưới ai cũng biết anh hết đó. Xong rồi đủ thêm một chị dâu nó vô phan anh luôn. Tức là vô làm đó nha ba, chứ mấy quỷ GV bậy bạ đi. Đó, là giờ rút đó là ba ông đứa. Nó mở ở Long Xuyên á. Nó đặt tên là gì? Cái đó anh cho em suy nghĩ một cái. Xong rồi à. Ồ được rồi. Nó lúc đầu tính đặt tên gì Sensuki gì đó, nói mày trổ treo quá, mày ngu quá. Tao nói mày ghét anh cha kia đúng không? Thằng cha gì? Thằng cha bên kia địa cầu đó, tên anh không tiện nói. Tại vì cái vấn đề này là sẽ up lên kinh thành online mà cái vụ kia đó khác mấy em. Anh không tiện nói tên, nhưng mà dân chơi là biết cha đó tên gì rồi. Biết thì comment ở dưới thằng nhà ba được là được. Nè. Xong rồi cái mày phải chơi về mới sốc nè. Tao bảo đảm tao chỉ cho mày cách đặt tên mà là mày không phạm húy luôn. Mà vừa hay vừa đẹp nữa. Mày đặt cho tao là LX cho tao. LX. Đúng không? LX. Đó. Ủa LX là gì anh? LX á là anh em của LV. Thấy ghê không? A, B, C, D, O, F gì đó. T, U, V, X, Y, Z. T, U, V, X, Y, Z. L, V, L, X. Được. Đúng không? Vì tại sao đặt tên LX? Nó bà con như LV. Mà LV là gì? Đồ đành hoàng hiệu cho thế giới này. LV là nhất nhì rồi. LV là khỏi bàn rồi. LV nó láo chó lắm. Mày mua đồ của nó mày xếp hàng như chó luôn. Thiệt. Thằng LV nó vậy đó mấy em. Thằng LV đó. Ở Việt Nam mình chưa có LV đâu nha. Không biết ở Hà Nội có chưa nha. Thành phố mình chưa có LV đâu. Trời đất ơi. Tụi em đi ở nước ngoài đi. Thái Lan hay bên Mỹ hay là gì đó. À hình như thành phố Hồ Chí Minh mới có một chỗ nào nó có LV rồi. Tao đi cái mall là tao quên rồi. Nó xếp hàng như rắn. Đi, tức là vô trong LV á là một nhỏ sale nó phục vụ một người thôi. Khi nào nhỏ sale đó rảnh nó mới cho vô. Xếp hàng dài nè, lần vô ba đứa. Thằng LV nó là vậy đó. Thằng Gucci, thằng Chanel thì không có, vô lựa thôi. Thằng LV xếp hàng nó chậm lắm. Bởi vì mình đặt phải bú farm đại phát, nó đặt LX. Mà cái LX là gì? Lộ ban ngày Long Xuyên chứ là gì ba? Lộ quá rồi. Thằng đó An Giang, nó kêu đặt An Giang được không anh? Mày ngu. Chửi thẳng luôn, nó nhỏ anh mà, mày ngu. Cái là cái An Giang của mày sao nổi tiếng bằng Long Xuyên? Đâu, cái Long Xuyên là cái thủ phủ của miền Nam. Cái nó rất là nổi tiếng ngày xưa, tứ giác Long Xuyên. Nó nằm ở giữa bốn tỉnh. Phải đặt Long Xuyên, cái đặt An Giang. Anh nói có lý. Đúng mày, tuổi trẻ chưa trải sự đời. Giống như người ta đặt tên, người ta hay dùng những cái từ mà nó mang tính chất mà xưa xưa. Giống như Sài Gòn, không ghi chữ Sài Gòn, ghi chữ SG. SG.
SG là nghe biết dân chơi rồi. Ồ, hôm nào đặt về là biết dữ rồi. Đúng không? Nam Kỳ Lục Tỉnh đồ, Tháp 10 đồ, mấy cái đó đó. Đặt LX. Mà LX làm anh tới chất cà thịa nữa. LX là lầu xanh hết sếp ơi. Lầu xanh cái đầu mày chứ lầu xanh. Thằng quỷ này hồi xưa đâu coi trang web lầu xanh chấm gì đó. Má giờ nó nhiễm não rồi, lầu xanh cái con khỉ chứ lầu xanh. Rồi, cái chữ LX biết khịa tới cái gì không? Khịa tới cái gì không? Los đó ba. Los, Los Angeles. Biết Los là gì không? Thành phố của Cali. Trời đất, bú vô chữ Cali đâu có gì thương mại nữa. Nó là nó khịa cha kia đó ba. Hiểu chưa? Nó vậy anh hỏi tiếp nè, mã sân bay của Los là gì? Trời đất ơi, mã sân bay đó giống như mã sân bay của Sài Gòn là gì biết không? Làm khỉ gì biết? Ủa lộn, Thành phố Hồ Chí Minh sân bay Tân Sơn Nhất là gì biết không? Bảo đảm tụi bay điền sai chắc luôn. Anh hỏi hai câu đó. Mã sân bay của Los là gì? Phi trường quốc tế Los. Thứ hai là mã sân bay của Sài Gòn là mã sân Tân Sơn Nhất là gì? Đi vô đây. Nó đặt chữ LX là đúng bài. Vậy phải đặt chữ LX. Nó mà chữ LX tao kêu mày thiết kế thì sao cho tao ra cái biểu tượng là kiếm với cuốc. Kiếm với cuốc mà được. Nó mới có ý nghĩa. Thằng kia nó kêu anh ơi chơi búa luôn anh. Đừng chơi búa, đừng chơi búa ha, đừng chơi búa, nhẹ nhàng thêm kiếm với cuốc. Vì cái hỏi anh tiếp, ủa anh ơi anh chỉ em đặt thương hiệu kiếm với cuốc là sao anh, em không hiểu gì trơn, tự nhiên LX đồ hiệu mà. Nói LV mới đồ hiệu con trai, LX của con là đồ súp thôi nghe. Vậy thì kiếm với cuốc ý nghĩa là đơn giản thôi, giờ mình ra thương trường mình làm ăn á thì mình cầm kiếm mình chém đối thủ đúng không, mình giơ kiếm lên không mà nó không sợ á thì mình chém nó chết, xong mình lấy cuốc mình đào hố mình chôn nó. Quá đơn giản. Thằng nhỏ nghe khoái rồi hô hố luôn em. Thằng nhỏ nói em đều theo đúng mình chủ rồi. Máu mình chủ máu game đế chế, em cũng máu game đế chế nữa. Em cân ba thằng há điệp em quýnh ầm ầm luôn. Nói được, thì vô bàn game đế chế với anh. Nói thằng đó nó cũng ghiền chơi game đế chế đó em. Nói chung là nãy giờ làm video tạo tiếng cười cho thiên hạ thôi. Anh là thích vậy đó, anh làm video giống như Hoài Linh vậy em. Hoài Linh thì người ta cười đời, anh thì cười khác. Nói chung hai người cũng từng tổ ra thôi, chung nghề ha. Thì giới thiệu cho em thì ở Long Xuyên có đại lý BBT rồi. Đó, đại lý BBT phụ trách An Giang mà nằm ở thủ phủ ở Long Xuyên nha. Bây giờ Đồng Tháp rồi chưa có thì nó qua nó liếm chút đỉnh, Sóc Trăng chưa có thì qua liếm chút đỉnh, nó chung lưỡi nó cũng hơi dài. Đó, mà thằng nhỏ này nó đầu tư làm ăn thì cái shop của tôi nó đẹp đó. Mà nói về shop của nó vàng, shop của nó có đám nhân viên tươi lắm em. Gái miền Tây mà. Trời ơi, tươi lắm, nói chung là chụp hình này nọ. Nó khai trương sau dịch. Nó anh làm video rồi hơi bị trễ rồi đó. Nhưng mà em Út trong thông cảm mà dạo nên bận quá. Nên giới thiệu cho tụi em những hình ảnh khai trương đại lý thương hiệu ở khu vực ở Long Xuyên, đó là LX. Rồi tiếp theo ngày mai mốt đi, anh làm tới thằng cha của LX, đó là thằng Cali. Có thằng shop bên Cali đúng không em? Trời, anh Vương vội phải tới bên Cali luôn rồi. Bên Cali có đại lý thương hiệu BBT luôn nha. Đó, xong LX tới thằng Cali, hai này đi chung cặp. Đó, nhưng mà thằng em trai này cũng tên Duy luôn. Tên Duy luôn, tên giống anh. Có nhiều thằng đại lý tên Duy lắm em. Đó, mà nó còn trẻ, nó cô chung này cũng khôi hài lắm. Bây giờ ở shop nó đang có chương trình event mấy em. Event là bây giờ là mua hũ súp tặng cái bảo hiểm xe máy nha. Nó tặng bảo hiểm xe máy nên yên tâm, nếu mấy em không sợ bị phạt kiểm tra lỗi hành chính là không có bảo hiểm này nọ kia, shop nó lo hết rồi. Nó có nhiều event, nó nằm ở chỗ cũng đẹp lắm. Nói chung mấy em media dựng phim cố gắng rồi quảng cáo shop dùm cho nhỏ tội nghiệp nha, nó khai trương trong mùa dịch. Rồi thân chào các em, cảm ơn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.